Cây này là chú mua là bao tiền này chú? Đẹp quá nhỉ. 600. Ui, rẻ thế nhỉ. Đẹp nhỉ. Đại ca ở đâu lên mà bán rẻ thế? Cốt cán được về hai. Tôi nhìn thấy cái lá. Vâng. Đây giờ. Lá nó mướt. Lá nó dày. Xin chúc mừng bác. Đấy, thích lắm. Nhiều khi lại cứ vô được hay đấy. Em về nhá. Bảo các bạn chơi ra cho em cây thôi nhá. Đấy. Đâu, bác còn cái nào nữa? Ở trăm này ai chả múc đúng không? Đấu hơi đẹp, quan trọng hơi tốt rồi. Rồi, xin chúc mừng bác đây. Và sử dụng ra ngoài. Đấy, vịt quế vừa bật lá, đã làm tí video là tối cho vui. Xem ngắm được cái gì chưa anh? Vịt quế 14 triệu. Vừa mới bật lông này. Già đấy, già cũ rồi. Đấy, em vừa để đấy. Cứ quẳng ấy thôi. Già ghê đấy. Từ đây lên thì ngon nhưng mà mấy cái bể xin phép quay tí bác nha. Ra cũng được. Từ đây lên là tạm được. Dưới thì nếu nó trồng cành như này liệu ai rào cắt cành này không? Tùy, giờ nó chơi thoáng chả cần chưa trồng cành. Giờ bây giờ nó chơi nó chơi tự nhiên, nó không quan trọng lắm. Ngày xưa thì cắt, còn ngày xưa bẻ lái nó đi. Bây giờ tại vì cành này nó cắt đi nó vẫn rút gì để chơi. Bây giờ làm theo phong cách hơi miền Nam tí, này này tính như này này. Đấy. Thì cành này còn phải lối phóng ra thêm tí nữa. Miền Nam bây giờ chơi vậy. Nó không quan trọng vị trí lắm, chỉ có bẻ ra thôi. Như ở miền Nam thì nó cứ lùm đấy, cái tròn tròn nó mất hết cả bên cành bên trong. Nó dâu nhiều khi nó không quan trọng lắm, cứ có cành là bẻ dây vào là được là được. Này thì này cũng già đấy. Tất nhiên mình ví dụ mà các cụ mà chơi xưa bây giờ là vẫn phải bẻ lại cái tay dưới á. Bẻ lại cái tay trên. Ừ đúng rồi. Để cho nó tránh cái tay, một tí. Cái tay thứ hai kia lên trên vẫn rút thịt đúng không? Nó cắt đi thì nhìn cây này. Cắt đi thì không chơi được. Bẻ lái đi thôi. Bẻ thì kéo ra lắm, bẻ ra. Cắt chữ V ra rồi dùng vam khóa nó lại. Khóa dần. Cắt bát này về đây. Nhưng là nó còn rơi cái nguyệt quế thì nó già lắm, nó giòn lắm. Giòn mà. Giòn. Cách gãy ngay xanh xì gối này gối đấy cái này là cái này về để nhà này gian nào lắm nay lên hàng đẹp đấy nhỉ. Thôi bác ở đây bác kiếm tên khác. Xem cái xì nào. Xì xì. Và cái đợt đi mình thì đi vào trong quê mua một cái chậu ở trong ra. Cái chậu mà hay dùng nước mà chị. Xì đỏ. Xì đỏ. Đúng rồi.
chơi con si đỏ cái hôm nay. Trước em múc con si đỏ của em vừa múc ở Thái Bình rồi. Cái xe ô tô đó, sau này Thái Bình lên à, gì ấy ở Ninh Bình lên. Thái Bình, Thái Bình. Nhưng mà mấy hôm nay không thấy đi, đi triển lãm về chắc chắn. Đi triển lãm bán được hơn. Đây này, con này cũng hay này. Đấy, bốc đá không nằm rồi. Túc này. Cái túc này là cây không để. Rồi. Lúc lá đỏ ấy sướng lắm, nhìn sướng. Thay cái lọc đỏ ấy nhìn sướng. Gần Tết xong rồi làm phát đón cái lứa lọc đỏ chơi sướng. Cái này sạch sẽ tận tận. Cái này thì chỉ có chơi rồi. Tận đấy rồi, xong rồi. Vừa đốt lốp xe khét quá. Đầu giờ sáng. Cái túc này bao nhiêu tiền này? Cái này hả anh? Cái này chuẩn 3 triệu rưỡi. Quay sang đây. Đây vừa hôm đá lâu lắm. Múc được anh, chậu đẹp. Chậu đẹp. Đồng Nai. Chỉ được chơi. Chỉ được chơi thôi. Sạch sẽ. Cây sao hoàn thiện sạch sẽ rồi. Hoàn hảo. Đồng đá sạch sẽ để dễ bệt. Chậu này cũng đã mấy lít rồi đấy. Cái đoạn cổ nó hơi đơ. Mềm. Chẳng sao anh ấy. Về ấy. Về tạo u. Đục lỗ nhất thỏi đấy. Nó liền lại. U cần lên lại đỡ. Đơn giản, cái lòng này đơn giản. Để đây nhá. Xanh si ra để túc dễ, nhanh. Quần quại cho nó. Cái túc này nó lá nó thu nhỏ lại này là cái này làm cái gì? Dạ. Cái túc. Súc túc đấy. Súc túc. Thế phải mua cái này là phải mua cái súc để bên cạnh. Súc túc này. Mua cái này không thì ai mới biết được cái gì. Này đẹp nhất chợ cái này. Vừa ra kia chả thấy cái gì. Đeo biển. Kém lại kia là túc chả có gì. Ngạ túc. Tao có cây ngoài đấy à? Vâng. Tao mượn. Mượn kia được không? Được rồi. Chú mượn thẳng đi cho nó ấy. Tao để vào cái xúc này, xúc túc. Gần Tết xong rồi, gần Tết tỉa lá đón cái lọc đỏ đẹp. Trời đẹp, sạch sẽ, khí, già, quá già. Cây tôi để về đây để canh nhà thật tốt. Túc. Trúng túc. Cây canh đấy. Cái gì? Danh danh đẹp ạ. Này ra hoa nhìn đẹp. Đẹp. Hoa năm cành. Trời làm chơi được lâu. 3 triệu rưỡi chứ. Đem vào nhà uống trà được. Chỉ việc chơi rồi. Và bên đá này nó chục năm rồi. Cứ là vào này phải có cái súng nữa. Súng chúc nhà, súng chúc súng sướng. Bác thì mua tiếp một cây súng để bên cạnh. Súng kiếm thì dễ, túc kiếm khó. Kiếm dễ hơn cây này. Cây này chú đi cả chợ và xem. Làm gì có cây thứ hai. Đâu vừa nhãn đây. Vâng, nó bám đá, bám gập vào đây này. Cái này mấy cái đấy? 250 à? Cái này à? Cái này của em là chuẩn là 2 triệu rưỡi. 250 à? 250 à? 250 à? 24-50 nghìn. Cầu lắm trả tao đi. 250 à? Để chú 300 nó không có gì à? Đúng không ạ? Cháu vừa mới bỏ hàng rồi. Nói để chú lấy, nó phải nói chuyện dưới. Cái này về lùi lấy cái khay khác lùi lại một tí cho cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ con đá đây và cho ngồi lên đá là như thế này. Cái này tương lai lắm đấy. Cái này cứ khay bông tán đầy đủ đẹp. Trên một chiếc bỏ 3 tháng trong nhà nhưng mà càng để trong nhà lá nó bé tí lá gà chứ đẹp nhưng mà khoảng 3 tháng phải đi ra ngoài.
nhìn là không lá như điền nhỉ. Cũng không chịu được này, xanh lam điền đấy. À, anh ạ, điền xanh lam điền này. À, cái, bảo anh cho luôn thì đấy, như bên là trong nhà ta để trong thờ dễ ra kiểu kiểu xài cái này cũng đẹp nhỉ, đẹp quá, đẹp quá, đẹp. Cái này chỉ việc chơi thì thay chậu thôi. Thay chậu lại lên đá nữa thì thôi rồi. Thôi rồi, cái này mà tác phẩm lên được đá nữa thì thôi rồi. Đẹp lung linh ngay. Lên được là đá bò ghép vào thì cho lên một hòn đá nguyên bản đẹp. Cho một cốp xe đi chơi được. Không phải để ba để giúp nó tức ngâu cây nhỏ. Để một cốp xe đi chơi. Chậu, để thay cái chậu. Thay rồi. Cây này thì trồng đẹp. Cây này đòi mấy triệu? 250.000. Từ giờ đến tầm 10 giờ là cái này bay mất. Ừ, bay mất. Tí nữa là bay mất rồi. Mấy tiền con này? 250.000 đấy. Đấy quá. Xanh lam điền này. Không phải trình bày, không phải quảng cáo. Không, nhiều người là non cứ tưởng là xanh quê chứ. Chưa, nó chưa già, nó già, nó xuân à, xanh già. Đang xuân đây rồi. Đây, nhìn cái đoạn này này. Xuân tít. Cái này về chúng ta này cho mẹ vào đá cầm thủy mọc. Không, này phải đá xanh. Này phải đá xanh nghệ thuật. Ngồi lên cái tảng đá xanh nghệ thuật đây này. Làm hai tầng, một tầng đây dưới, sau lấy một cái rễ ôm xuống dưới cao lên tí cho khay bồi dục. Để chơi cho khay bồi dục. Ừ, những cái đá thấm thủy này thì không phải tưới đúng không? Để cho cái viên đá thấm thủy này thì khay để tí nước là em rồi. Xanh đẹp nhất là lên đá xanh này. Đấy, mặt này đây nè, hoa đẹp. Ui trời, cái vào bách đá thì nhìn đẹp. Đá thế này. Cho bách đá thấm ấy. Lấy đá nào cho làm cho bên đá thấm. Được, cái tương lai, cái này tương lai nó khỏe đây. Cây đấy xong rồi ấy, chỉ việc chơi. Bốn tay vẫn còn. Cổ phúc. Bốn tay mình nữa. Là 5, là ngọt, là 5 mà chú. Kê 3 tiền. Đấy, 2 triệu rưỡi. Đấy là đắt thế. Đắt đâu em bán ở chợ, cần giá nó êm ái thì tất cả đều được chơi. Thì mua được cây lô, thằng nói vạ bọn mẹ. Huynh mua vào cây anh Tân đẹp phết đấy. Ừ, cây chén hay, cây làng ấy, chén hay. Cây cuối à? Mông thích nhỉ? 5 tiền này. 5 tiền à? Bảo anh cho anh luôn. Nếu mà xanh quê giả lại liền. Bảo anh lại phải vào bác bảo tuần. Bồi thường nữa. Này, ngon luôn. Ừ chứ để này trông buồn cười chết được nhỉ. Ngon luôn. Vào bên đá nó mới đẹp. Lại phải vào Tân, hôm qua múc con tay chuột hay lắm nhưng mà ba lại phải mang trong Tân. Khi anh lấy con làng đấy. Tay chuột đẹp. Con đáng cái này. Con Nam Điền chứng khoảnh đẹp. Khoảnh thôi. Cái này ngật tầng này. Vào đá 2 năm rồi nhìn đẹp thế không bán rồi. Kìa tiếc. Con này vào viên đá là một viên đẹp luôn. Kết là kết con đấy. Bộ ông bán. Ngồi trên chúng làm tầng giật xuống thấp nữa còn đá nữa. Làm cái tiệm cảnh. Làm viên đá giật 2 cấp. Đấy, xong rồi là cho cái khay. Ôi giời. Lại, lại trên rời. Lại trên rời thôi. Xô cái đằng kia chả có gì. Kia này vắng lẹo đèo lắm. Này cứ nghĩ là triển lãm liếc hết rồi thì nó đi đông ít quá. Ừ, nghĩ là hết triển lãm rồi đi đông lẹo đèo. Và một con đỏ Tân cả Vườn Thành bên cạnh. Vâng. Tương đối rộng rồi này. Cái này là em mới chuyển ra cái chậu này. Của nó là cái chậu bát tràng nhìn nó không đẹp. Chuyển ra cái chậu Đông Nai đẹp. Em hương tươi này có còn cốt cô phôi si cũng được nhưng mà không lấy được. Hương vừa đấy. Có con si trực khoảng hơn một găng tay này.
hơn là tại trực hương cái kìa, nhưng mà đếch xong thôi đi về thôi. Thôi rồi nhiều không? Rồi vừa phải thôi, nhưng mà thấp hơn tí rồi đấy. Đếch thì vào nó để cho cốt cán đấy. Vâng. Thế lại ra đây mà. Đẹp đấy. Múc được rồi Huynh ạ. Hai cây này.